Ăn chà, vậy cũng mạnh dữ. Đây là ăn ốc mít. Chim này mọi người mà chơi chim nhỏ con như chim sâu đầu đỏ, ốc mít, hút mật rồi là biết. Mà con này như con mái rồi, đúng không? Mái, tại vì nếu như mà con trống á, là cái đầu nó phải có màu đỏ. Cái mặt này do ảnh tông quá nó trầy. À, con trống là nó phải có màu đỏ ở trên đầu, chạy xuống dưới cái đuôi. Còn anh này anh không có, mà anh có cái chấm đỏ ở cái khúc đuôi thôi, đó là con mái. Loại này hồi đó mình rất là thích, mà mình chỉ bẫy cái loại gì ta, là hút mật. Hồi đó mình chỉ bẫy hút mật được, và con này mình thấy đó nhưng mà bán không được, nó khôn. Hút mật thì nó ngu hơn, con này nó khôn hơn nhiều. Rồi sau này mới tìm hiểu được là nó là con gì thì mới biết là ốc mít đây. Thì cái thời điểm nó lâu lắm rồi, lúc mình còn nhỏ. Rồi. Còn con này thì nếu như chỉ có một cái trường hợp là con chim non thì cái đít không đỏ như vậy được. Con chim non mà cái đít đỏ như vậy thì cái đầu của nó là nó phải trổ màu đỏ rồi. Đó. Với lại con chim non thì cái mép nó phải vàng hồng hồng. Con này cái mép đen rồi mà cái đuôi nó đã đỏ vậy thì con này là chắc chắn là con mái. Cái con này không phải là con trống được. Loại chim này hót rất là hay nha mọi người. Con chim này trống hót chơi đấu hay. Thả em nó đi ra ngoài kia cho em nó. Mùa này cho em nó sinh sản. Trời ơi, nó bay mà mình không kịp quay luôn. Kìa thiệt. Rồi, chào mọi người ha.